Thưa quý vị, thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh, thời gian qua nhiều trường đại học cao đẳng ở Đà Nẵng đã có phương án dạy học và thi kết thúc học phần kết hợp trực tuyến lẫn trực tiếp. Hai tháng qua, trường đại học kinh tế Đạo Đà Nẵng đã tổ chức các lớp học lý thuyết tập trung đối với sinh viên năm thứ nhất đang ở tại thành phố Đà Nẵng. Những sinh viên đang trú ở các địa phương khác vẫn học trực tuyến và được kết nối từ phòng học trực tiếp với một số du học sinh lậu đang học năm thứ nhất tại nhà trường dựng buổi đi học trực tiếp đầu tiên mang lại nhiều hứng khởi em được học trực tiếp hai hai tháng rồi em cảm thấy học trực tiếp là có dễ hiểu hơn và có gặp à, bạn bè người Việt Nam em rất là vui sinh viên năm nhất tại Đà Nẵng của nhà trường cũng đã chủ động lựa chọn hình thức học trực tuyến hoặc trực tiếp tùy theo điều kiện kinh tế đi lại của cá nhân nhà trường nỗ lực triển khai song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, nhất là sinh viên nằm nhất cần sự hướng dẫn tương tác với giáo viên. Trước khi mà để cho các buổi học như thế này diễn ra thì trường cũng đã có những buổi tập huấn rất là nhiều hỗ trợ về từ cơ sở vật chất cho tới các trang thiết bị phần mềm thì mình thấy nó đã có thể giúp linh hoạt hơn trong cái quá trình mà chúng ta chuyển giao trong tình hình dịch bệnh. Đồng thời á thì cái việc mà cho những sinh viên có đủ điều kiện để tham gia trực tiếp trên lớp thì nó cũng sẽ tạo hứng thú hơn cho các bạn khi tham gia vào lớp học. Trường Đào Bách Khoa Đạp Đà Nẵng cũng đã tổ chức cho sinh viên các khóa 2018, 2019 và 2020 học trực tiếp tại trường. Đối với các học phần thực hành thí nghiệm, thực tập học kỳ 1, sau một thời gian học trực tuyến, việc đến trường trở lại khiến sinh viên hết sức phấn khởi. Nhà trường cũng lên kịch bản chi tiết cho từng tình huống xuất hiện F0, chủ động phương án để các hoạt động được diễn ra bình thường. Trường Đào Bách Khoa cũng đã xây dựng các kịch bản. Nếu khi các em quay lại trường thì các tình huống xảy ra trong trường hợp mà có lớp học, có lớp thực hành mà có F0 hoặc là có F1 thì xử lý như thế nào? Thì những trường hợp các em mà không không đủ điều kiện thì tạm thời thì sau Tết thì nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức những các, các lớp học để giúp cho các em có thể đảm bảo được tiến độ học tập. Theo ghi nhận, hầu hết các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức học tập trung cho sinh viên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Với bối cảnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, việc giảng dạy, học tập và thi theo hướng kết hợp trực tuyến và trực tiếp là hình thức hết sức linh hoạt, vừa đảm bảo chất lượng học tập, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.